Chắc hẳn cha mẹ nào cũng luôn quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của con, thậm chí là việc đi ngoài của con. Con đi ngoài ít hoặc đi ngoài nhiều lần trong ngày cũng khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Vậy trẻ 5 tháng đi ngoài mấy lần là bình thường? Cần làm gì khi trẻ 5 tháng đi ngoài nhiều lần trong ngày? Hãy cùng tìm hiểu thông qua video sau đây. Trẻ 5 tháng đi ngoài mấy lần là bình thường? Ở từng giai đoạn phát triển khác nhau, số lần đi ngoài của trẻ có những thay đổi khác nhau. Số lần đi ngoài của trẻ còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của trẻ và sự chăm sóc của cha mẹ. Với trẻ 5 tháng tuổi thuộc đối tượng trẻ sơ sinh và chủ yếu còn đang bú sữa. Tùy thuộc vào loại sữa bé bú mà số lần đi ngoài và đặc điểm phân của trẻ cũng khác nhau, trẻ dưới 1 tháng tuổi đang bú mẹ hoàn toàn đi ngoài từ 5 đến 7 lần một ngày. Khi bé được 5 tháng tuổi, số lần đi ngoài giảm dần, có thể từ 3 đến 5 lần một ngày. Tuy nhiên, không phải trẻ 5 tháng tuổi nào cũng vậy. Một số bé có thể 2 đến 3 ngày mới đi một lần, phân mềm, vàng, đôi khi có chút nước. Cha mẹ cần quan sát đặc điểm phân của trẻ, nếu vẫn bình thường thì không cần quá lo lắng. Với trẻ 5 tháng đang dùng sữa công thức, số lần đi ngoài của trẻ từ 1 đến 3 lần một ngày và đôi khi có ngày trẻ không đi ngoài. Đặc điểm phân tùy thuộc vào loại sữa công thức trẻ dùng. Trẻ 5 tháng đi ngoài như thế nào là bất thường? Số lần đi ngoài ở mỗi trẻ là khác nhau. Do vậy, bên cạnh việc theo dõi số lần đi ngoài của trẻ, cha mẹ cần biết các dấu hiệu đi ngoài bất thường ở trẻ để kịp thời phát hiện các vấn đề về tình trạng sức khỏe của trẻ. Trẻ đi ngoài ít, phân nhỏ và cứng, nếu 3 đến 5 ngày trẻ không đi ngoài được, phân nhỏ, khô và cứng, trẻ thường khóc khi đi ngoài thì có khả năng cao trẻ bị táo bón. Khi đó, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám, thay đổi chế độ ăn, bổ sung chất xơ và vitamin giúp trẻ dễ tiêu hóa thức ăn trẻ đi ngoài nhiều lần, phân lòng, nếu trẻ đi ngoài phân lòng, đi thường xuyên kèm theo dấu hiệu mệt mỏi thì có thể trẻ bị tiêu chảy. Trẻ đi ngoài phân có màu bất thường, nếu trẻ đi ngoài nhiều lần, phân có màu xanh thì có thể trẻ bị nhiễm trùng. Trẻ đi ngoài phân nhạt màu, có thể là biểu hiện của bệnh vàng da, trẻ 5 tháng đi ngoài nhiều lần trong ngày có biểu hiện gì và do đâu. Trẻ 5 tháng đi ngoài nhiều lần có thể là triệu chứng ban đầu của tiêu chảy. Cha mẹ cần chú ý đến các biểu hiện sau đây, trẻ đi ngoài liên tục, nhiều hơn so với bình thường, trẻ đau bụng, quấy khóc, biếng ăn, ăn ít hơn bình thường, trẻ đi ngoài phân lòng, sủi bọt, có dịch nhầy, phân có thể có màu sắc bất thường, trẻ có thể bị nôn chớ, sốt, dưới đây là một số nguyên nhân khiến trẻ đi ngoài nhiều lần trong ngày cha mẹ cần chú ý, trẻ rối loạn tiêu hóa hoặc mắc các bệnh lý tiêu hóa như viêm đại tràng, loạn khuẩn đường ruột. Trẻ bị nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng do chế độ ăn của trẻ bị thay đổi đột ngột, trẻ không dung nạp lactose trong sữa do thiếu hụt men lactase, cần làm gì khi trẻ 5 tháng đi ngoài nhiều lần trong ngày? 1. Tăng cường cho trẻ bú mẹ để cơ thể không mất nước do tiêu chảy. Khi trẻ đi ngoài nhiều lần khiến trẻ dễ bị mất nước, mà trẻ 5 tháng tuổi không nên uống bất cứ gì ngoài sữa mẹ, do đó mẹ nên tăng cường cho trẻ bú sữa để bù nước. Tuy nhiên, cũng không nên cho trẻ bú quá no sẽ khiến trẻ nôn chớ. Mặt khác trong sữa mẹ chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết giúp trẻ bổ sung các chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nâng cao sức khỏe đường tiêu hóa, ngăn ngừa các nhiễm khuẩn đường ruột. Ngoài ra, mẹ đang cho trẻ bú mẹ cần thay đổi chế độ ăn, tránh các thức ăn lạ, đồ ăn tái sống, an toàn vệ sinh để đảm bảo có dòng sữa an toàn cho trẻ. 2. Một số thói quen chăm sóc trẻ 5 tuổi đi ngoài cha mẹ cần lưu ý. Thông thường, tình trạng đi ngoài nhiều lần ở trẻ khá bình thường, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ có các dấu hiệu của tiêu chảy, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm chăm sóc trẻ, thay đổi bỉm, tã cho trẻ thường xuyên, do trẻ đi ngoài nhiều lần khiến bé dễ bị ham lở, nhiễm trùng da. Thường xuyên vệ sinh chân, tay cho trẻ, bé 5 tháng tuổi thường có thói quen cho tay lên miệng. Do vậy, cha mẹ cần vệ sinh sạch sẽ, cắt móng tay cho trẻ. Vệ sinh đồ chơi của trẻ tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trẻ. Giúp trẻ nghỉ ngơi, trẻ đi ngoài nhiều lần có thể bị mất nước khiến cơ thể trẻ mệt mỏi, thường xuyên quấy khóc. Cha mẹ cần ôm ấp vỗ về giúp trẻ nghỉ ngơi tránh trẻ giật mình, hạn chế cho trẻ chơi đùa, nghịch ngợm. 3. Đưa trẻ đến cơ sở y tế khi tình trạng tiêu chảy không cải thiện. Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện nên khi trẻ đi ngoài nhiều lần phân có màu sắc bất thường, trẻ sốt và nôn chớ hoặc trong phân có máu, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám tìm nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả. Cha mẹ cần lưu ý, với trẻ 5 tháng tuổi, không tự ý dùng các thuốc nào kể cả men tiêu hóa, thuốc cầm tiêu chảy, không tự ý dùng các bài thuốc dân gian cho trẻ, không nên cho trẻ uống đường hoặc nước ép hoa quả. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc Lê Minh Tuấn tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc, subscribe nếu thấy video hữu ích.